Xin chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục khám phá cuốn sách Câu lạc bộ các tiên nữ sành điệu. Và sẽ có một câu chuyện mới tên là Sinh nhật kỳ diệu. Trong cuốn sách này thì sẽ có hơn 60 sticker. Chị sẽ vừa dán và vừa đọc truyện cho các em nghe về những nàng tiên nữ queen. Cuối video này sẽ có mini game, cho nên các em nhớ là xem từ đầu đến cuối và tham gia mini game nhé. Từ đây cho đến khi kênh Ami Channel đạt được 100.000 sub thì chị sẽ cố gắng làm nhiều mini game cho các em. Cuốn sách này in hình rất đẹp. Chính giữa trang sách sẽ là những hình sticker để chúng ta gỡ ra, dán để hoàn thành câu chuyện. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu đọc câu chuyện này nhé. Sinh nhật kỳ diệu. Một buổi chiều tháng 12 tại Gardenia, tất cả chúng mình đang ở cùng nhau, ngoại trừ Blom, bởi vì bạn ấy có việc tại cửa hàng thú cưng Love and Pet. Chúng mình đang chuẩn bị cho Blom một bất ngờ cực lớn vì đây là một ngày đặc biệt của bạn ấy. Gardenia trái đất buổi chiều ngày 10 tháng 12. Ở bên góc này chúng ta sẽ viết ngày sinh nhật của mình lên. Ngày sinh nhật của chị Ami là ngày 29 tháng 11. Chị sẽ ghi vào đây. Musa, cẩn thận! Pell đang cố gắng nhào lộn trên không. Stella hét lên. Suýt nữa thì bị va phải, chú cừu bay ra từ chiếc giỏ đựng thú cưng của nó với tốc độ tên lửa, bởi vì nó phải tìm lại bằng được cỏ bốn lá may mắn, nếu không bữa tiệc sẽ trở thành thảm họa. Nhanh quá! Musa thốt lên trong khi đang đeo tai nghe để sáng tác đoạn nhạc viết dành tặng cho Blom. Các tiên nữ cảm thấy vô cùng hồi hộp và bồn chồn khi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô bạn. Như thể có cả đàn bướm bay loạn xạ trong bụng. Cả căn nhà đang trong tình trạng hỗn loạn. Để tham gia chuẩn bị bữa tiệc của nhóm Queen với những món tráng miệng đơn giản nhưng thật đặc biệt, chúng ta sẽ có ý tưởng làm bánh sô-cô-la. Chị sẽ đọc công thức nha. Chuẩn bị 10 bánh quy bẻ nhỏ, 30 hạt hạnh nhân băm nhỏ, 6 muỗng canh cacao không đường, nửa cốc sữa, 50 gram bơ nấu chảy, 7 muỗng canh đường. Chúng ta sẽ trộn tất cả các nguyên liệu và tạo thành một hỗn hợp. Bọc bánh lại bằng giấy bạc và để vào tủ lạnh trong 3 tiếng. Và rồi cùng thưởng thức thôi, chúc các bạn ngon miệng. Đột nhiên Rosie bước vào, theo sau là một bầy cún con. Cuối cùng cậu cũng về, Aisa nói. Nhiệm vụ hoàn thành rồi phải không? Nàng tiên mỉm cười và nháy mắt, tay vuốt ve Mimi, một con nhím dịu dàng với đôi cánh phát sáng. Tuy nhiên, Rosie không biết rằng nó lại sở hữu một sức mạnh bí mật và vô cùng thú vị. Mimi sẽ bước ra từ chiếc bánh ngọt sau khi Blom thổi nến. Thật tuyệt, làm tốt lắm! Stella lên tiếng. Thật tuyệt diệu, cô ấy cho mọi người xem bộ quần áo cùng hình thu nhỏ của những chiếc váy dạ hội. Các cậu hãy chọn cho riêng mình một bộ váy và mình sẽ biến chúng thành sự thật trong nháy mắt. Rồi sau đó chúng mình sẽ chuyển sang phần trang điểm. Phía dưới này chúng ta có một nhiệm vụ là thiết kế một chiếc váy mà bạn muốn mặc để tham dự bữa tiệc bất ngờ cùng với nhóm Queen. Rồi bây giờ chị Ami sẽ bắt đầu vẽ nha. Một chiếc váy dạ hội kiểu đuôi cá đơn giản. Xong rồi đó, chúng ta tiếp tục câu chuyện. Con mình sẽ thông báo đến nhóm chuyên gia để họ sắp xếp thời gian tham gia vào tối nay. Tớ chỉ cần một giây thôi, Tecna nói. Clara hỏi giọng buồn rầu. Vậy con mình thì sao? Cậu có thể giúp mình trang trí và bày biện giao dĩa. Musa nháy mắt trả lời. Rồi cuối cùng là cắm hoa. Cậu chính là người giỏi nhất về phép thuật xanh mà. Cố lên! Chúng ta đừng lãng phí thời gian. Blom sẽ sớm trở về từ cửa hàng. Stella cất lời. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Những chú thú cưng thì vẫn đi qua đi lại. Rosie liền lên tiếng với giọng trêu chọc.
Việc khẩn cấp nhất bây giờ là phải tìm được người trông giữ thú cưng, và mặt trời thì đã lặn mất rồi. Những nàng tiên Queen phá lên cười, nhưng Tecna nhắc mọi người tiếp tục làm việc, trong khi Rosie nghĩ về những chú cún con. Sau 2 giờ đồng hồ, gác xếp đã được sắp xếp ổn thỏa. Hiện chỉ còn thiếu những vị khách và nhân vật chính của bữa tiệc. Nhưng hình như chúng mình đang thiếu thứ gì đó. Flora thì thầm. Đã có bánh ngọt nè, kem, đồ uống cũng đã đầy đủ. Cậu luôn làm người khác hoang mang, Stella nói và lờ đi. Nhưng một giây sau đó cô lại hét lên. Ôi nhóm Tris gian ác ơi, quà tặng. Tớ luôn cảm thấy rằng cậu đã quên mất chuyện này. Giờ phải làm sao đây? Chúng ta là những nàng tiên nữ Believers. Với chúng ta mọi thứ đều có thể. Aisa trấn an mọi người và cố gắng tìm cách giải quyết. Và phía dưới này sẽ là một câu hỏi dành cho các em đây. Đây cũng là một câu hỏi để chúng ta tham gia mini game. Bạn hãy đề xuất món quà phù hợp dành cho Blom. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của một tiên nữ và viết ra một vài ý tưởng. Chỉ cần món quà lấp lánh và đầy phép màu là được. Hãy ghi tên của món quà và đi kèm với địa chỉ Gmail của các em xuống phía dưới phần bình luận để tham gia mini game nhé. Ngay cả với những điều không thể sao, Sky trả lời trong khi bước vào ngôi nhà với một chồng quà trên tay và gương mặt rạng rỡ. Timmy và Helia cũng đang giúp anh ấy cầm đồ. Bình tĩnh nào, chúng mình đã lo về những món quà rồi. Brandon cất lời trong khi đi theo những người bạn của mình. Các chàng trai của chúng ta thật là tuyệt vời. Stella cảm thán và trao một nụ hôn gió cho Brandon. Rosie đã huấn luyện được những chú cún con và giờ chúng đang xếp hàng theo cặp. Ngoài ra còn có Mimi với một cái nơ hài hước trên đầu. Jack xem đồng hồ và thốt lên. Sắp đến giờ rồi, mọi người sẵn sàng rồi chứ? Trò chơi ở phía dưới này là vẽ một hình thú cưng của bạn. Yami thì đang nuôi thú cưng, đó là một con mèo cũng tên Mimi luôn. Chị sẽ vẽ một con mèo vào đây. Những chiếc đèn trên đường phố Gardenia đã được bật sáng trưng. Blom đang đi lên cầu thang và bước vào nhà. Ngạc nhiên chưa? Sinh nhật kỳ diệu! Tất cả mọi người đột ngột hét lên và chạy đến dành tặng cho cô ấy những cái ôm ấm áp. Stella biến đổi thành tiên nữ Believers và làm sáng bừng không khí xung quanh với những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Quả là một cơn mưa thần tiên! Blom vui vẻ thốt lên. Stella lẻn đi và trở lại sau đó cùng chiếc bánh kem khổng lồ và hấp dẫn được trang trí bằng những trái tim nhỏ bằng đường, có 4 lá bằng hạnh nhân, anh đào và dâu tây. Musa mở nhạc và sử dụng phép thuật để khiến trống, đàn organ và guitar tự động chơi. Aisa tắt bớt đèn đi. Bell bay vào qua ô cửa kính khép hờ và không bị ai phát hiện, lặng lẽ tới gần những người khác. Trong khi Blom chuẩn bị thổi tắt những ngọn nến mộng mơ, thì chú cừu Bell lao tới nhanh như tên lửa về phía cỏ 4 lá trên chiếc bánh sinh nhật, với niềm tin đó chính là bùa may mắn của mình. Chú nhím con đang trốn trong chiếc bánh để gây ngạc nhiên, bỗng giật mình vì có người tới liền bỏ chạy. Sau đó để an toàn, nó biến thành một con rồng nhỏ. Đây chính là sức mạnh bí ẩn của nó. Khi bị đe dọa, nó sẽ biến thành một loài động vật khác, bởi nó là một loài vật biến hình. Nhóm Queen cười lớn trước thảm họa này. Cừu Bell hài lòng và liếm liếm bàn chân. Stella cổ vũ vì nghĩ rằng điều này sẽ làm nóng không khí một cách kỳ diệu. Ngay cả Raven cũng cổ vũ cùng. Trong khi Blom thì cực kỳ vui vì rồng là một loài động vật yêu thích của cô, và cũng vì biết rằng cô có những người bạn rất đặc biệt.
Vậy là chúng ta vừa đọc xong câu chuyện Sinh nhật kỳ diệu rồi các em. Các em có thích câu chuyện này không? Nếu thích hãy nhớ nhấn like cho video nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mini game của ngày hôm nay. Và chị sẽ cho các em xem phần quà mà các em sẽ đạt được. Ở đây chị có hai sức quà rất là dễ thương sẽ dành tặng cho hai bạn may mắn. Chúng ta cùng mở ra xem phần quà có gì nhé. Đầu tiên là ba bịch hình trang trí. Cái này các em có thể làm vòng tay hoặc là làm móc khóa tùy ý. Tiếp theo chúng ta có hai bộ váy cho búp bê. Tiếp nữa là một cái squishy mini rất dễ thương. Chúng ta có thêm một quả trứng bất ngờ hình vali. Khi các em lắc lắc thì sẽ có đèn chiếu lấp lánh như thế này. Và kế tiếp là hai bịch trang sức cho búp bê. Cuối cùng chúng ta có một bạn búp bê mắt đá, một bạn búp bê Casey rất là đáng yêu. Với mái tóc dài màu vàng và bạn ấy đang mặc một bộ váy cực xinh luôn ha các em. Chúng ta cùng bỏ hết những phần quà vào lại nào. Và những cái sticker mà mình dư ra lúc nãy chị sẽ cắt ra và bỏ vào phần quà này luôn nha. Để tham gia mini game các em hãy trả lời câu hỏi ở trang số 9 của quyển sách và bình luận kèm theo địa chỉ email của mình. Vì có 2 phần quà thôi cho nên là chiều chủ nhật chị sẽ công bố kết quả mini game luôn. Bạn nào đã xem video này rồi thì hãy mau chóng bình luận để tham gia mini game nha. Chị Ami chúc các em may mắn. Còn bây giờ chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong những video sau. Bye bye.